Vâng, xin chào anh em. Cửa hàng lại test hai đôi loa lời này, đại diện cho hai hãng âm thanh rất nổi tiếng thuộc dạng top đầu của thế giới luôn. Nó là âm thanh của Mỹ. Hai đôi loa lời cùng phân khúc, đó là Bow 101 và JBL Control 1. Tôi test cho bác khách hàng quen ở Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng. Bác ấy mua khá nhiều sản phẩm. Những đôi loa lời này thì cửa hàng vẫn có hàng. Nếu anh em nào có nhu cầu thì cửa hàng cũng vẫn có thể bán cho anh em. Tất cả những sản phẩm gửi đi, cửa hàng đều test lại video, cũng như là test lại loa xem nó có hoạt động bình thường không. Thật ra thì những đôi loa này cửa hàng lấy về đã nghe chán chê rồi, cũng như là đều có video giới thiệu trước khi các bác đặt mua. Nên độ chất lượng cũng như độ chuẩn chỉ, độ zin của sản phẩm anh em yên tâm nhé. Như ước mơ, xin nhớ lần mình hẹn hò, xin cho nhau một lời rồi, xin tình yêu hãy lên ngôi. Rồi mai lời to ngọt, em rất ngọt luôn, đặc trưng của dòng loa lời Mỹ. Sao mắt không nối tiếng khát khao. Có đôi thì nó có tem con chim, có đôi không có, nó tùy theo năm sản xuất anh em nhé. Điều đó điều đương nhiên luôn. Tôi đã giới thiệu cũng như là miêu tả những dòng loa này quá nhiều rồi. Nếu anh em nào đã xem thì chắc chắn sẽ biết điều đó. Trở kháng 6 ôm. Có đôi thì nó ghi công suất tối đa, có đôi ghi công suất tối thiểu. Dòng loa này thì công suất trung bình là dao động từ 10 đến 150W, còn trở kháng dao động auto từ 4 đến 8 ôm. Tôi đang test đôi loa Bow. Vế trái giữa, vế phải. Không có em đời mình, sao vắng vui cuộc tình như là. Đến đến đôi JBL mẫu, còn tiếp đến đôi JBL còn cho một và anh em cùng nghe. Vẫn cơn say, đời gian rồi cô đơn mình ta. Lời hát phải nói là ngọt lịm luôn. Không có em, còn ai thương lá thu bay? Còn ai vương vấn cơn say? Đời gian đôi JBL này thì trùng series luôn. Khi nào nhập được số lượng ít thì nó sẽ trùng anh em nhá. Đấy là điều chắc chắn luôn. Số series 7805, 7805. Trùng thì thật ra nó cũng chẳng quan trọng đâu. Chẳng qua là may mắn thì mình vẫn thích hơn thế thôi. Bởi vì loa gì thì loa nó cùng mã Control 1 hoặc là Bow 101 thì chất âm như nhau. Chẳng qua cái trùng series đấy là nó tem mã để nó quản lý dòng sản phẩm. Lời hát nó thuộc dạng là kinh điển, nó có tên tuổi. Loa 101 thì nó khác với dòng JBL này là nó là loa toàn giải, còn loa này thì nó là một loa bass và một loa chép, đều là dòng loa L. Người có thương, thương tôi nghệ sĩ, thì đừng có thương như thương hai đời. Và đừng có nghe khi thiên hạ thường xem phá tôi kiếm. Em thấy sao? Cái lời nó hát ra nó to, nó ngọt hơn rất nhiều những đôi loa bass 30-40. Chính vì vậy mà giá tiền của nó không hề rẻ. Các bác hoàn toàn có nghe thể nghe nhạc một mình đôi loa này vô tư luôn nhé. Đây là cửa hàng đang mở một mình nó đấy. Nghe nhạc nó có nhiều thể loại nghe. Anh em có kiểu nghe cả tiếng bass nặng,
có kiểu nghe thiên về lời và chép. Nó vẫn có cả âm bát nhưng nó sẽ mạnh về lời và chép. Nó cũng là một kiểu nghe nhạc rất hay, kiểu nghe nhạc thư giãn, nó không mệt về tiếng bát. Ta là thuyền sóng đưa xa bờ, người ngồi đó còn có nghe tôi, tâm tình này vươn lên đắm đuối, người đừng trách một kiếm cầm ca, con tầm nào không muốn vương tư. Người nói đi như tim người nghĩ. Đó, nếu anh em nào theo dõi kênh YouTube của cửa hàng Minh Eo Đờ Đông thì bác nào mua hàng gần như tuyệt đối là tôi đều test video trước khi gói gửi hàng đi. Chất lượng nó là yếu tố đặt lên hàng đầu tại cửa hàng tôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.